Pin xe điện mà rẻ ngang với ắc quy thì hôm nay mình đang có một cái phiên bản mới nhất là 48V 12Ah anh em ạ. Thì đây là 48V 12Ah thì bên mình đã cải tiến ở so với cái video trước mà bên mình bọc phí co nhiệt này. Thì ở đợt này thì bên mình sẽ cải tiến sang cái vỏ nhựa này anh em ạ. Đấy, để tăng cái gọi là tăng cái ngoại quan của cái pin xe điện này, cũng như là để đảm bảo nhất về cái chất lượng, tránh va đập, cháy nổ hoặc là có thể làm thủng hoặc là tuổi thọ của pin ấy, thì bên mình đã nâng cấp lên là cái bản này với cái tiêu chí là với giá không đổi nha anh em. Nhưng mà vẫn phải đổi một chút xíu anh em ạ. Tại vì cái này, cái hộp này nó khá là đắt, nên là bên mình trước đây ấy, thì mình đóng bọc phí co nhiệt với giá là 1.8 triệu với ngang ngửa với ắc quy cho anh em luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ tăng lên khoảng tầm 50.000 nữa để cho anh em có một cái giá thành nó hợp lý nhất, ngang ngửa và quy mà có này ngoài quan này cũng như là chất lượng này. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo hơn. Cái này thì bên mình đã đóng vào cái hộp này, đổ keo nguyên khối, đúc nguyên khối luôn nha anh em, để chống nước cho anh em tối đa nhất có thể. Đấy, vào một cái vỏ hộp này, chống va đập này, chống nước này, đảm bảo an toàn cho anh em. Chứ còn là đóng bọc phím co nhiệt kiểu thế này ấy, đấy thì nhiều khi anh em lắp vào xe thì có thể là dễ làm rách cái màng co, nên là bên mình sẽ chuyển qua cái phương án là làm đóng hộp thế này với tiêu chí và cho anh em là giá vẫn như vậy nhá. Đấy, giá 1.850.000 ở phiên bản này chỉ cao lên khoảng tầm 50.000 thôi là anh em sẽ có một cái vỏ hộp này đổ đúc nguyên khối giống như vỏ nhôm này luôn anh em ạ. Thì anh em có thể xem về cái phần ngoài quan là rất là chỉnh chu đúng không. Thì với cái hộp này thì sẽ có kích thước chiều dài này, tối đa ở tính cả cái đầu mùm này thì nó là 31. Đợt sau mình sẽ cải tiến cái mùm này nó kiểu thế này, mình cũng đang nghiên cứu để xem thử thế nào. Đấy thì mình sẽ làm cái này cho tối ưu cho anh em. Thì cái này thì chiều dài này là 31, chiều ngang này là 14,5 này, và chiều cao này khoảng tầm 9 thôi. Là anh em có thể lắp vừa tất các xe nhá. Kể cả anh em vẫn bỏ vừa vào những cái xe mà hình chữ T, 4 bình hình chữ T ở dưới yên đều lắp vừa cả. Đấy, cái này thì giá 1.850.000, mình báo giá công khai ở chỗ này. Đã bao gồm cho anh em một cái sạc đấy nhá. Cái này ấy, thì anh em không phải lo về cái khoản mà va đập nữa hoặc là làm rách cái màng co kiểu đóng thế này. Đấy thì bên mình đã làm xong xuôi hoàn chỉnh. Ở cái lô này thì mình làm để trả cho khách hàng. Đấy, khách hàng đặt cái lô này cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Đấy, anh em mình gấp rút phải làm trước cái này. Cái bản này thì bản concept nữa bên mình sẽ làm sau. Và đây hôm nay là bên mình đã chính thức ra cái bản này. Nhưng mà cái bản này thì bên mình khách hàng đặt rất là nhiều, nên là mình đang làm ở chỗ này để trả cho khách hàng. Vừa là đổ sỉ này, vừa là khách lẻ. Đấy, 60V 20Ah. Đấy, bên mình cũng đang làm để trả cho khách hàng đây. Đấy, thì cái này thì bên mình chưa, mới chỉ đánh ký hiệu thôi, còn chưa ghi thương hiệu. Anh em nào cần ODM, ODM thì bên mình vẫn có thể làm cho anh em nhé. 48V 16H là một cái quả pin mà bán rất là nhiều, gần như là nhiều nhất. Tiếp theo là 48V 12H. Ở cái phiên bản này mình nghĩ là cũng sẽ là bán phổ biến nhất. Thì anh em cần pin đấy, với tiêu chí mà giá rẻ mà vẫn có chất lượng ngon lành, vẫn có hộp việc đầy đủ an toàn. Đấy, thì anh em có thể lấy cái phiên bản này. Đây là cái phiên bản phổ thông nhé, ngang ngửa với bình ắc quy, dung lượng ngang ngửa với ắc quy này, 48V 12Ah. Đây là phiên bản là bên mình đã cải tiến lại hoàn toàn. Đấy, giúp anh em có một cái giá thành vừa khéo mà có thể tiếp cận được với pin. Pin thì trước giờ anh em có thể thấy rồi, thì nó sẽ là rất là đắt rồi. Đấy, đây 48V 16Ah, phiên bản vỏ nhôm đã bao gồm sạc. Đây là bộ 60V 20H cho những cái xe 5 bình ở dưới yên, thì anh em có thể lắp những cái xe này 60V 20H. Giá thành của nó là 3.8 triệu, đã bao gồm sạc, miễn phí vận chuyển, bảo hành 12 tháng cho anh em luôn. Đấy, sắp tới thì mình sẽ ra thêm một cái hộp nữa, đó là dành cho X-Men 60V nha anh em. Thì nó cũng tương tự như cái hộp này nhưng mà nó sẽ to ra, dài ra. Đấy, ví dụ như quả này là quả bên mình đang đi cho khách hàng đóng thùng inox này. Cái này bên mình đang cho test máy xả thử đây. Những cái máy thế này bên mình sẽ test khối, xả hoàn thiện xong xuôi, đóng vào thùng inox. Cái này là xe này, là cái quả pin này thì nó sẽ dành cho xe ba gác, xe chở hàng nhá. Thì cái chiều dài cái này nó khá là dài, anh em đóng X-Men thì vẫn có thể đóng cái này 60V 30H. Còn đây là cái bản phổ thông mà mình muốn phổ cập tới anh em này. Đấy, chính là cái bản mà 48V 12H mà bên mình bán đóng bọc phím co nhiệt rất là nhiều rồi. Đấy, anh em có thể thấy cái đơn hàng mình đi đây này. Đấy, đơn hàng đợt trước đây mình đi một ngày rất là nhiều luôn, nên là anh em mình làm không kịp. Đợt này thì mình sẽ nhận anh em trong vòng một ngày nhé. Ví dụ như anh em đặt hôm nay thì ngày mai bên mình sẽ làm hoàn thiện và gửi cho anh em luôn. Thì khoảng trong một ngày hoặc là một ngày rưỡi tùy lượng đơn hàng thì anh em có thể liên hệ trước. Anh em muốn mua pin thì phải liên hệ trước nhé, tại vì pin thì gửi rất là chậm, không có đơn vị vận chuyển gửi nhanh được anh em ạ. Đấy, người ta chỉ gửi chậm thôi. Gửi chậm thì nó sẽ mất khoảng tầm 3 đến 5 hôm tới vị trí của anh em, nên anh em muốn đặt thì cứ đặt trước nhé. 48V 16H này, đóng vỏ nhôm hoàn thiện. Cái mẫu pin này thì nó sẽ có cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn một chút xíu. so với cái bấu 48V 12A này, nên là giá thành nó cũng sẽ nhỉnh hơn, với lại là nó đang đi với là vỏ nhôm nha anh em. Đấy, còn 60V 20A này bản tiêu chuẩn này anh em mà với giá thành rất là rẻ, khoảng tầm 3,8 triệu anh em đã tiếp cận được một cái quả pin 60V 20A rồi. Đấy, đóng hoàn thiện và chuẩn chỉ như thế này đó. Sắp tới thì bên mình sẽ cải tiến, chắc là sẽ ít đóng bọc phím quạt nhiệt lại, chỉ có một số xe nào không vừa ấy thì bên mình sẽ là chuyển qua cái đóng bọc phím quạt nhiệt thế này. Đấy, ví dụ một số xe không vừa thì phải đóng bọc phím quạt nhiệt thì nó mới vừa được anh em ạ. Đấy, còn mà những cái xe mà có 4 bình ở dưới chân như thế này này, hoặc là 4 bình ở dưới yên thì vẫn có thể bỏ vừa cái này thoải mái anh em ạ. Anh em mua về chỉ việc lắp vào là vừa thôi. Đấy, cái chiều dài tổng thể này là 31 này, chiều dài đến cái vị trí này là 30 này. Đấy, sắp tới mình sẽ thử bỏ cái này xem. Đấy, nó có vừa không? Cái nút này này thì mình sẽ cải tiến lại. Đấy, thì lắp, nếu mà lắp vừa được ấy thì mình sẽ lắp ở vào cái này, là cái chiều dài tổng thể là gần như anh em đã vừa được tất cả các xe rồi. Ở bên mình thiết kế và nghiên cứu thì gần như là phải tìm hiểu tất cả các xe ở trên thị trường. Với những dòng xe 4 bình thì bên mình sẽ phải nghiên cứu là để xem như thế nào, nó có vừa hay không thì bên mình mới làm cho nó chuẩn chỉ được. Đó, 48V 12A. Cái này thì mình cũng chưa làm được tem mác gì nhiều, chủ yếu là anh em lắp vào xe thôi mà, cũng không quan trọng lắm cái tem mác này. Đấy, cái này là mình ghi ra cho anh em dễ hiểu thôi. Đây là 48V 12A để tránh lấy nhầm thôi. Đây, 48V 16A này, 60V 20A. Hàng cái này thì đủ trả cho mình trong 2 ngày là hết anh em ạ. Tại vì mình đang đổ xỉ cho cái phiên bản này thì mình đang đổ xỉ 2 phiên bản này thì mình sẽ đổ xỉ nhá. Còn 48V 12A này thì quá rẻ rồi anh em ạ. Nên là mình không thể nào đổ xỉ được cái này anh em ạ. Đấy, anh em cứ mua lẻ đi, giá mua lẻ 1.850.000, chỉ hơn 50.000 ở phiên bản bọc co nhiệt thôi. Bọc co nhiệt là 1.8 triệu mà đóng như thế này là 1.850.000, bao phí vận chuyển cho anh này, miễn phí ship này, đã bao gồm sạc này, bảo hành 12 tháng. Bên trong thì nó sẽ nhiều cái lõi pin thế này anh em ạ. Bên trong mình sẽ đóng nhiều cái lõi pin thế này, 26800, chu kỳ nạp xả của nó là 2000 lần. Anh em tìm hiểu kỹ nhé, tránh cái trường hợp là bên hỏi bên trong là sale gì. Mình đã công bố cho anh em là bên trong sử dụng 26800, chu kỳ nạp xả 2000 lần. Đấy, anh em đi sau 5 năm vẫn đang còn 70% dung lượng pin. Và mạch thì bên mình sẽ chủ yếu là dùng mạch GPD. Ở cái phiên bản này thì bên mình đã lên 14S. Và lưu ý cho anh em nhé, phiên bản này bên mình đã lên 14S rồi, không phải là 13S nữa. Phiên bản này bên mình đã lên 14S này. Đấy, pin 14S thì giúp anh em nó đi cho khỏe hơn. Đấy, tận dụng tối đa cái dung lượng của một cái quả pin như thế này, giúp anh em tận dụng tối đa và đi nó sẽ được khỏe hơn. Khi mà điện áp của xe pin nó tụt xuống, nó thấp ấy, giúp anh em là lên 13, 14S thì sẽ giúp cái xe nó đi được khỏe hơn khi điểm áp thấp. Đấy, ok. Sắp tới thì bên mình sẽ có những cái mẫu mã cho những cái dòng xe X-Men mà bình to ấy, thì bên mình sẽ ra sắp tới cho anh em. Còn pin thì bên mình gần như là đang trong giai đoạn cải thiện hoàn toàn vào một cái quy chuẩn rồi. Ví dụ như 48V 16A này thì bên mình đã ra một form chuẩn rồi, không thay đổi nữa. Đấy, hoặc là 48V 12A này thì bên mình đã ra form chuẩn rồi thì bên mình sẽ không thay đổi nữa. Hoặc là 60V như thế này. Đấy, chỉ có những cái bản nào mà đang bọc phím quạt nhiệt thì bắt đầu mình mới lên con xét là đóng hộp, thì bên mình sẽ thay đổi dần dần. Đấy, còn lại thì ở những cái model như chỗ này thì bên mình đã sản xuất ra đại trà và bán cho anh em rồi. Với số lượng thì bên mình là làm không kịp. Thật sự là đợt này anh em không gọi được cho mình ấy thì anh em cứ nhắn tin Zalo cho mình nhé. Nhắn tin Zalo thì bên mình sẽ có những cái bạn nhân viên sẽ rep cho anh em. 48V 12A này. Đấy, đóng nó phải hoàn thiện thế này đúng không, rất là kín đáo đó. Anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi, đặt vào xe là dùng thôi. Đấy, ok thì anh em có thể liên hệ số điện thoại mình để chỗ góc màn hình này nhé. Hoặc anh em mua lẻ pin ấy thì có thể tích vào cái chỗ góc màn hình này này. Đấy, có cái chỗ mua lẻ pin mà pin nhỏ ấy thì anh em mua về từ đóng đèn, đóng sạc, đóng gì đấy thì anh em có thể mua lẻ đấy nhá, hoặc là từ đóng pin xe điện đấy. Còn bây giờ chào anh em nhá. Anh em cần thì có thể liên hệ số điện thoại này nhá. Chào anh em nhá.